Hello, xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Luật Máy Cưa. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2024. Cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục lên sóng này và thanh lý cho anh em một lô máy cưa xích, bao gồm có một cái bình điện, 3 chiếc máy cưa và 3 chiếc máy cắt cỏ anh em nhé. Anh em nào muốn mua máy thanh lý không ạ? Thì hôm nay anh em sẽ xem video ngày hôm nay của bên em nhé, để đặt hàng cho nó ok anh em nha. Máy của bên em thì cam kết luôn rẻ nhất trên thị trường. Đấy, anh em xem của bên em tí em sẽ báo giá từng con máy một để cho anh em tham khảo cho nó dễ nha anh em nhá. Đấy, và bên em thì không bắt anh em phải cọc cạch gì trước cả, và nhận hàng cho anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Máy móc cam kết như trên video đang giới thiệu sau đây. Đấy, đây toàn bộ là máy mới tinh 100%. Máy mới tinh 100% nhá, chưa có ai sử dụng cả nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Máy này là toàn là máy mới 100%, đập trong thùng đổ ra thôi. Rồi, đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ G, G1 này, G2, G3, G4, G5, G6, G7. Đâu rồi? G2, G3. Ô, cái con này này, hai con này thì em lại ghi lộn là con G3, hai con G3 nhá. Để em sửa lại một tí xíu nha anh em ơi. Rồi, đã ghi lỡ là lộn là hai con là G3 rồi thì nhá. Đây con này cũng G3 này, đây con này G4 này, G5, G6 thì con này em sửa thành cái con G7 nhá anh em nhá. Đấy. Con này là con G7 nha anh em, lưu ý hộ em này. Con này em sửa thành con G7 nhá. Đây, G1, G2, G3, G7 này, G4, G5, G6 nha. Đấy, anh em lưu ý hộ em nhá. Anh em lưu ý hộ em ạ. Đó. Anh em lưu ý hộ em. Rồi, đầu tiên là tại sao mà em đánh dấu ký tự là như thế? Bởi vì ấy, thuận tiện cho anh em đặt hàng. Thuận tiện cho anh em đặt hàng, ví dụ là anh em ưng cái bình điện này rồi nhá, thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua cái G1 là em biết anh em muốn mua cái bình điện này, hoặc là anh em muốn mua cái con máy cưa này đúng không, thì bảo là anh muốn mua cái con máy G2 hoặc là anh muốn mua con gái G3. Đấy, đọc cho em cái mã như thế để cho anh em biết được là anh em muốn mua những con máy nào. Ví dụ là đôi khi hai con này đều tên máy đều là Kamatsu này đấy, nhưng mà một con là máy to, một con máy nhỏ. Đấy, nếu mà anh em đọc bảo là lấy cho anh con Kamatsu thì em không biết là anh em lựa một trong hai con này, không thể biết được. Thì anh em chỉ bảo là anh muốn mua con G1 hoặc là muốn mua con G2 hoặc là anh muốn mua con G3 là được nhá. Thì em sẽ biết ngay anh em muốn mua con gì và đóng hàng gửi đi cho anh em cho nó đúng máy. Đấy, và hàng tới anh em được kiểm tra hàng, thanh toán. Bên em không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu. Đấy, mua bán của bên em hoàn toàn yên tâm nhá. Đầu tiên là G1, em giới thiệu cái con G1 cho nhá. Con G1 này em đang bán 590k một cái thôi. Bình này là bình xịt thuốc sâu để cho anh em về xịt thuốc cỏ đối linh tinh này. Hàng bình Japan chất lượng cao luôn anh em. Bình phun thuốc sâu công suất lớn này. Đấy, công nghệ Nhật Bản nha. Con này em đang bán 590 thôi. Ngoài cửa hàng người ta bán con này cao lắm. Bình này là bình 20 lít đấy anh em. Cái nắp này, đấy anh em thấy không? Phần này là để nắp đậy, là phần công tác này, cũng như là volume tăng chỉnh này, cục sạc ở đây này. Thấy không ạ? Đó, và đây bình ắc quy của nó thì nằm ở đây này. Ắc quy là bình quy 8A nhá. Đấy, cái ắc quy này có thể rút ra được. Ví dụ là anh em đây, ví dụ đây này, đấy, thấy không? Khi mà bình là 9A chứ, 9A. Khi mà anh em ấy sau này nhá, anh em muốn về anh em để thắp đèn đối với tinh, ví dụ nhà mất điện có thể rút ra để sử dụng được. Sau khi nào anh em sử dụng thuốc sâu anh em đẩy mạnh vào cho em. Đẩy vào đấy là anh em chạy bình thường thôi nhá. Cái bình này thì có thể lấy ra được này. Đó, đẩy vào rồi đậy cái nắp này vào này. Đấy. 590k một cái thấy thuận tiện không? Đây là chạy được nhá. Đó, thấy không? Là có điện ngay. Đó. 590k cho cái bình 20 lít về xịt thuốc sâu đến tinh này. Bình 20 lít này anh em. Bên trong này của nó thì đầy đủ các phụ kiện, là bình mới tinh luôn nhá, chưa có ai sử dụng đâu nên là anh em cứ yên tâm. Anh em cứ yên tâm, nhìn nó làm thiết kế giờ nó thuận tiện lắm. Bên trong đây cục sạc này, cần là cần rút này. Cần là cần rút luôn nhá, cần này là cần rút. Đấy. Bên trong cục sạc này, đấy, đầy đủ phiếu bảo hành này. Đó, thấy không? Bếp xịt này. Anh em thấy không? Chỉ có 590 một cái, em bao ship cho anh em luôn thì anh em thấy ok chưa? Giá thành đã đủ để thanh lý cho anh em chưa? Ngoài cửa hàng những cái bình này người ta đang bán 700-800 ngàn một cái, nhưng mà hôm nay em bán 590 thôi, để cho anh em về xịt thuốc sâu, về xịt thuốc cỏ, về xịt vườn rau đối linh tinh. Đấy. Rồi, giới thiệu sơ qua cái con G1 là được rồi nhá. Đầu hai con qua con G2 này. Qua con G2 là một chiếc máy cưa xích hàng Kamatsu. Nòng 45mm, công suất là 54cc. Hàng này thì nó là hàng máy to để khai thác tầm trung hoặc là về sử dụng gia đình chuyên nghiệp. 1.150.000 em đang thanh lý cho anh em luôn. Ngoài cửa hàng đang bán con này với giá 2.000.000. Nhưng mà hôm nay em thanh lý cho anh em để cho anh em máy về xài này. Lam là 55cm. Lỗ bô bôn inox, bô hai cửa xả lốc hợp kim nhôm. Đó, lam 55cm luôn anh em lưu ý hộ em nha. Nòng là nòng lớn này, nòng 45mm.
về cắt hạ gốc cây là vô tư đấy anh em. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, cắt những đường kính khúc gỗ khoảng tầm 3-40cm đổ lại là vô tư nhá. 1.150.000 cho một chiếc máy cơ xích 1.000.000 một Kamatsu này đây. Đó, em nổ nó nghe này. Ok chưa? 1.150.000 cho một chiếc máy cưa xích G2 nhé anh em nhé. Đó, rồi qua con máy cưa, nếu mà anh em máy cưa G2 nó to quá thì lấy cho em cái con G3 này thì nó là mini, cho anh em có sự lựa chọn luôn. Con này ngoài cửa hàng người ta đang bán 2.000.000 một con, nhưng mà hôm nay em thanh lý cho anh em là 1.250.000 một chiếc thôi. Đó, con này lam 30cm nhá, cân nặng khoảng tầm 3kg thôi, rất là nhẹ nhàng cho anh em luôn. G3 này cho anh em nhìn thuận tiện không, mini cho anh em leo trèo trên cao cắt cành tỉa nhánh, thay vì bây giờ anh em cầm một chiếc máy, cầm cái cưa tay ấy giờ nó khó khăn đúng không, hoặc là anh em mua máy cưa điện thì nó yếu xìu, không thể cắt được những gỗ mà đường kính khoảng tầm 15-20cm đổ lại, thì làm con này cho nó hợp lý nhá. Giá bây giờ nó đang ưu đãi lắm rồi, 1.250.000 em lại còn báo ship cho anh em nữa. Đó, anh em không chốt ở đây thì còn chốt ở đâu được nữa anh em đúng không? Đấy, thắng xích khóa xích, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, lam xích mới luôn anh em nhá. Bên này là trên là đổ xăng pha nhớt này, bên dưới là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Ví dụ anh em là lớn tuổi rồi, anh em không thể đeo được những con máy to, máy nặng thì lấy cho em cái con máy nhỏ nhỏ này anh em, mini, cầm nắm một tay được luôn nhá. Thấy không? Mini nhẹ nhàng anh em cắt cảnh đối tinh. Đấy, thuận tiện đâu anh em, giá thành thì rất là vừa phải, anh em dễ dàng tiếp cận nhá. Hàng ngày rất là ngon luôn, nhìn nó cứng cáp chắc chắn cực kỳ luôn anh em ạ. Đó, sử dụng hai ốc chân lam, máy nhỏ mà dùng hai ốc lam luôn là anh em biết chắc chắn thế nào rồi. Đó, 1.250.000 cho con G3 nha. Rồi qua con G7 này. Đấy, con G7 này em vừa nói rồi, con này là con G7 nhá. Con này thì em đang thanh lý cho anh em, con này ngoài cửa hàng người ta đang bán 2.500.000, nhưng mà hôm nay em thanh lý cho anh em bán 1.500.000 thôi. Đó, con này thì nó là lòng của nó hành chất lượng hơn cái con G2 một tí nhá. Ví dụ anh em là sử dụng nhiều thì lấy cho em cái con G7 này về mà xài. 1.500.000, 1.500.000 lam con này đặc biệt thì nó sử dụng là 55cm cho anh em có tích hợp chụp giật trợ lực luôn nhá. Con này đặc biệt tích hợp chụp giật trợ lực luôn này. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, lòng 45mm, công suất là 54cc cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung. Cắt những đường kính khúc gỗ khoảng tầm 3-40cm đổ lại. Với cái tần suất anh em sử dụng nhiều, anh em đi khai thác ấy, anh em cắt keo, cắt tràm thoải mái luôn anh em. Con này thì nó là hàng máy phân khúc to, phân khúc lớn nhá, cân nặng khoảng tầm 6kg-6,5kg gì đấy anh em. Nó khỏe để về cắt hạ gốc cây, cắt gốc cây mít, cắt gốc cây nhãn ấy, để anh tinh ấy. Thì anh em phải lấy cho em cái con này. Đó, bên trên này là đổ xăng pha nhớt, bên trên là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này. Đó, cái này là cái nó sử dụng là bơm nhớt tự động luôn. Anh em ấy đổ ra nó tự hút ra để nó bôi trơn cái bộ lam xích này để cho nó đỡ bị nóng phần lam xích. Còn bên dưới này là đổ xăng pha nhớt nha. Đây nó cái ký hiệu cái bình xăng này. Đó, xăng pha nhớt nha. Con này là sử dụng xăng pha nhớt. Đó. Hai con G7 này là 1.500.000 nha. Hàng ngày thì nó là hàng chất lượng hơn cái con G2. Còn công suất của hai con thì nó ngang nhau. Nếu mà anh em về sử dụng ít thì lấy con G2 là được, còn nếu mà anh em sử dụng nhiều thì lấy cho em cái con G7 mà sai. Rồi, bây giờ em thanh lý cho anh em ba con máy cắt cỏ này. Từ máy nhỏ có này, máy trung có này, máy to có cho anh em luôn. Rồi, qua con G4 này. Con G4 em đang bán cho anh em 1.400.000 thôi. Quá rẻ luôn anh em. Con này nòng 36mm nhá, công suất là 33cc. Con này đặc biệt này, nó máy này thì nó là hàng phân khúc tầm trung nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó sử dụng côn là côn to luôn anh em. Anh em nhìn hộ em cái phần tum côn nó là chất lượng như thế nào rồi đúng không? Đấy, 1.400.000 cho con G4 này anh em nhá. Con này em bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi một trong vòng một tuần cho anh em luôn, cho anh em thoải mái về sử dụng luôn. Đấy, một tuần đầu cho anh em về xài thử. Đây, sử dụng cùm cần này anh em, nhìn bốn con ốc cần nó làm chắc chắn không anh em? Nhìn cái phần cùm nó thiết kế đã ok rồi. Ống cần là ống cần 26 nhá. Ống cần 26. Đây, tay ga bộ đầy đủ luôn cho anh em. Mà hôm nay em bán cho anh em có 1.400.000 một con máy này thôi. Anh em thấy rẻ không anh em? Ngoài cửa hàng người ta đang bán con này là 2.000.000 đấy, chứ không có cái giá này đâu. Sử dụng là chế xịn luôn nhá. Hốc xăng như ngửi luôn, một ngày con này ăn tầm khoảng 2 lít đến 2,5 lít xăng trên một ngày thôi. Anh em ơi, con này thì về vừa có thể phát bằng dao được, mà con này thì có thể phát bằng cước được luôn. Cân nặng con này khoảng tầm 5,5 kg, cho anh em phụ nữ người ta cũng có thể đeo được luôn, rất là nhẹ nhàng anh em ạ. Đấy, không có nặng nhọc gì đâu. Đó, đây phần chắn cỏ này làm thiết kế rất là to nha.
Bảo hành 6 tháng cho con G4. Anh em lấy này sẽ tặng kèm cho anh em một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chặt cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề, 5 món phụ kiện nếu mà anh em lấy cái con G4 này anh em nha. Rồi em nổ cho anh em nghe thử này. Chạy êm không? Anh em thấy chạy êm không? Chỉ có 1,4 triệu cho con này thôi. Anh em thấy còn hợp lý chứ còn gì nữa. Đó. Anh em về sử dụng cắt vườn nhà này, cắt cỏ bờ ao, cắt cỏ bờ ruộng này, về phát rẫy được luôn anh em nha. Hàng ngày dòng 2 thì nên là nó khỏe lắm anh em. Một ngày hết tầm khoảng 2 lít xăng trên một ngày thôi. Vâng, và con qua con G5 này là một chiếc máy cưa cắt cỏ. Hàng ngày thì hàng Hukama 543. Anh em nào mà sử dụng cái máy cắt cỏ anh em khu vực Tây Nguyên ấy, anh em sử dụng cái dòng máy cắt cỏ 541, 543 nhiều rồi biết. Dòng này thì nòng 41 ly luôn anh em nha. Con này nòng 41 ly luôn. Hàng này chuyên để cho anh em về đập phát cướp. Anh em sử dụng chuyên nghiệp của em, chế là chế xịn nhá. Chế xịn, chế zin 3 xịn luôn nên là hốc xăng ngửi như ngửi luôn. Một ngày con này ăn tầm khoảng 2 lít rưỡi đến 3 lít xăng trên một ngày thôi. Đó, chụp giật là chụp giật trợ lực này, Hukama G543 công suất 1,7 kW nhá. Đó, giá bán con này em đang bán 2.100.000. Đó, ngoài cửa hàng người ta đang bán con này với giá 3 triệu cho anh em luôn, không có giá 2.1 triệu thế đâu. Anh em không tin anh em cứ thử ra ngoài cửa hàng anh em hỏi của em xem là cái con máy mà hàng như máy Hukama 541 này đây, xem là có chỗ nào người ta bán cho anh em cái giá 2.1 triệu không, không chỗ nào có luôn. Đây, tay ga là tay ga dạng tay ga cải tiến, tay ga Nhật Bản rồi nhá. Đấy, tay ga này bóp cả ngày không biết mỏi tay đâu. Tay ga này còn xịn hơn cả máy tay ga của cái máy Hukama 541 đấy anh em. Đầu bò là đầu bò chống cuốn dây đầy đủ cho anh em rồi. Đầu bò chống cuốn dây đầy đủ. Ống cần là ống cần 28, ống cần dày 2 ly. Đấy. Nhìn con máy này anh em đủ đấy, có đủ chất lượng nha. Chân chống là chân chống sắt đầy đủ này. Con này em bảo hành chính sách 6 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần, anh em cứ yên tâm về mà sử dụng. Đấy, cứ yên tâm về mà sử dụng nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần. Em đang thanh lý cho anh em 2.1 triệu, còn ngoài cửa hàng người ta đang bán với cái giá 3 triệu. Đó, anh em cảm thấy mà múc được thì múc ngày về mà lấy con mà về mà phát cước. Ok chưa? Ok chưa? 2.1 triệu cho con máy này nhá. Đó, rồi qua con G6 này. Con này là con G5 nha, 2.1 triệu. G6 là một con máy cất cỏ TJ53. Con máy cất cỏ TJ53 này, anh em nhìn hộ em này. TJ53, nhưng mà dòng này tên máy là Kuiper TJ53 nhá. Hàng này thì nó là hàng loại 2 của máy TJ53 hàng Kawasaki. Đó, em đang bán con này 2.7 triệu thôi, còn ngoài cửa hàng người đang bán con này với giá 3.5 triệu một con. Nhưng mà hôm nay thanh lý cho anh em, giảm cho giá cho anh em để cho anh em về múc về mà xài. Nòng con này đặc biệt rất là khỏe, rất là to để cho anh em chuyên về sử dụng phát thuê phát mướn này. Chuyên đập phát cước anh em khu vực rẫy nương nhiều, khu vực trên vùng cao ngả Cao Bằng Lạng Sơn hoặc là anh em khu vực Tây Nguyên. Đấy, anh em lấy con này về mà phát thuê. Nòng của con này lên đến 44 mm luôn nha. Siêu khỏe luôn anh em, trên thị trường những con dòng này bây giờ công suất của con này lên đến 53cc luôn, rất khỏe luôn. Côn là sử dụng côn to này, tung côn lớn, bạc lỗ con này là bắp chuối của nó, bắp chuối hai bạc đạn. Tay ga là cũng là tay ga cải tiến, tay ga Nhật Bản cải tiến rồi anh em. Đầu bò là đầu bò chống cuốn dây đầy đủ nhá. Ống cần là ống cần 28, ống cần dày 2 ly. Đầu bò rất là xịn luôn anh em. Đây cho anh em nhìn phần cùng cần, nó làm thiết kế cũng chắc chắn cực kỳ luôn. Hôm nay em thanh lý cho anh em 2.7 triệu cho con này em hoàn toàn bao ship cho anh em. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần. Đấy, và bảo hành 6 tháng cho anh em đầy đủ nha. Con này một ngày ăn tầm khoảng 3 lít đến 3 lít rưỡi xăng trên một ngày nhá. Đấy, anh em lưu ý hộ em. Rồi, cho anh em nghe tiếng máy này. Ê không, nghe tiếng máy chạy êm không? Con này đập cước thì khỏi bàn luôn anh em. Nó khỏe lắm. Anh em là đã sử dụng cái dòng máy TJ53 là anh em biết cái dòng thương hiệu này rồi. Em không cần phải giới thiệu nhiều bởi vì nó đã quá nổi tiếng trên thị trường rồi. Dòng này nó cực kỳ nổi tiếng rồi nhá. Và cái dòng mà Hukama 541 và 543 này thì cũng quá là nổi tiếng rồi. Đấy, và vừa rồi em đã thanh lý cho anh em tổng cộng là 3 chiếc máy cưa, 3 chiếc máy cắt cỏ và 1 chiếc bình điện. Anh em ưng cái mẫu nào thì chỉ cần bảo là anh muốn mua con G mấy cho em là được. Và cho em xin thông tin địa chỉ em đã ship tận nhà cho anh em nha.
Vâng, xin chào anh em, hẹn anh em những video tiếp theo nhá.